đang quay phim. Đây là tàu đi Phú Quốc nè các bạn. Đây là từ Hà Tiên đi Phú Quốc, đi khoảng 2 tiếng rưỡi. Đây là con tàu. Đây là phía trong con tàu ở tầng trên. Hai tàu cứu sinh hai bên. Đây là nhìn về phía Hà Tiên. Chúng ta đi xuống bên dưới. Đây là cái phòng khách quý. Có dành ra 3 năm để tìm kiếm thí sinh của mình. Đã có 3.000 cái hồ sơ về. Nói chung là anh này ảnh từ từ lắm, ảnh y chang. Đây là cái tên. Ở ngày mới hiểu là sáng tác phải có cảm xúc. Có thể là bạn sẽ có hơn nhiều phần trăm rất là nhiều. Nhưng mà các bạn sẽ giống hơn rất là nhiều và sẽ khó khăn trong việc tìm ra những mặt không giống của anh. Sẵn sàng. Xin mời. Không chọn số mấy không giống anh. Em chọn số 2 là
Vào câu hỏi. Rồi một chút nữa mình sẽ gì. Cái cầu tàu ngày xưa nó nằm bên kia rồi, sao giờ ở bên đây nữa rồi. Đây là cầu cảng của cái hãng này, không phải là cầu cảng cũ mà mình hay đi là bên kia. Nhưng mà ở đó nó cũng có sẵn rồi, còn đây cũng vậy nên mình làm. Đúng rồi, ép luôn, ép luôn.